Đây, trước mắt các bạn là mẫu Mectoy có tên là Butter Steel Watching gì đấy. Thật ra nó là con Z5 á. Nó là con Z5 trong series Vintage Transformer và nó được hãng Mectoy làm lại. Mình sẽ unbox nó ra nhé. Mình mua con này từ Tao Bao về, cho nên là hàng Tao Bao thì biết rồi, chung thì khá là hơi ợp ẹp. Mình lúc đầu mình mua về là mình phải kiểm tra nó gì hơn, nên là mình nói unbox rồi đây, các bạn thấy không? Chán lắm. Hàng Tao Bao mà chán chết thì được. Đây, chính của chúng ta đây. Ta có một quyển hướng dẫn có in màu. To bạn. Đang tạm thời đây một bên nhé. Này, này giặt cho chúng ta đây. Đây. Khá là bự ạ. Nói chung nó cũng khá là bự các bạn. Khớp khiết thì mình thấy cái form nó rất là đẹp, khớp thì chắc là tốt. Đấy, rất là cứng nha. Khớp khiết rất là cứng. Đây. Cánh máy bay của chúng ta, cánh của Z5. Nó rất là đẹp nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết nhé. Z5 đấy, Z5 trong series Transformer ấy. Và con này là của hãng Mectoy. Nó làm lúc đầu cho các bạn xem rồi đấy. Đây, đây là dàn giặt của chúng ta nhé. Dàn giặt của chúng ta. Mình sẽ chuyển hóa con này thành cái máy bay cho các bạn coi nha. Mình chuyển thành máy bay cho các bạn. Mình sẽ cố gắng thao tác cho con này không phải bị dừng chỗ nào hết. Rồi, chúng ta sẽ làm nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ gắn cái tay vào. Đấy. Rồi, vô khớp. Rồi, chúng ta tạm đi. Rồi, chúng ta tới cái tay bên đây. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Khi chúng ta xếp hai cái tay này rồi, chúng ta sẽ bẻ hai cái tay này ra ngoài. Đấy, chúng ta xoay cái đầu lại. Đấy, chúng ta hai cái đầu không? Chúng ta xoay cái đầu lại này. Lấy cái miếng này ra. Xoay cái đầu lại. Vào đây. Đây, chỉnh cho phù hợp nha. Chúng ta sẽ... Đây, chúng ta có hai cái hất này này. Đây cái đây. Ta ôm nguyên cái đầu. À, quên. Rồi ta gỡ cái miếng, cái đầu của máy bay ra đây. Đấy. Chúng ta ôm. Chúng ta chỉnh cái đầu cho phù hợp. Đẩy nó vào. Chúng ta ôm nguyên cái con đầu. Là ta có cái đầu máy bay. Rồi, tiếp theo đây, chỗ này này, các bạn sẽ làm như vậy. Bạn đẩy cái này lên, chúng ta chỉnh lại cái này cho nó, đấy, nó bên như vậy đấy, như vậy nhá. Rồi chúng ta sẽ làm ở bên đây y chang vậy, chỉnh bên này lại. Đấy, rồi. Ở đây chúng ta có cái thân người. Mình đẩy thân người này lên. Đấy. Như vậy. Rồi. Hai cái này chúng ta sẽ đẩy xuống dưới đây. Chúng ta có một cái mấu này và một cái mấu này. Hai cái mấu này và mấu này. Xoay. Xoay qua. Ta xoay tiếp. Chúng ta gắn lại. Đấy. Chúng ta xong. Ok.
cái phần phản lực. Rồi, đây là hai cái phần mà mình rất là bực. Mỗi lần mình xoay cái này nó rất là cứng nha. Rồi chúng ta phải xoay cái miếng này, đây, mà bẻ cái khớp chỗ này nữa. Đấy, mình mà là bẻ cái chân xuống. Các bạn nhớ chỉnh qua đây nha, đồng thời chỉnh luôn cả ngoài đây. Đây. Xoay, xoay cái chân khớp ra. Đấy, ta bẻ xuống. À quên, các bạn nhớ mở cái miếng này ra nha. Nó nằm trên đây vậy nè, giờ đây nó có một miếng nằm đây nữa. Đây mình bị gớt cái miếng nó ra rồi cho nên là mình quên. Để chúng ta sẽ sát vào trong đây. Rồi. Đấy, chúng ta có mặt sau lưng nó sẽ như vậy đúng không? Đây. Chúng ta sẽ cặp sát vào. Đây, cái miếng lúc nãy của chúng ta này. Mình để đây nha. Đây cái miếng lúc nãy thì mình cũng thể hiện cái miếng đó là nằm ở mép chân bên đây này. Đấy. Thì sẽ thể hiện các bạn bẻ miếng này lên. Đây. Như vậy nhá, nó gắn vô cái khúc này này. Các bạn nhớ là chúng ta nên, bởi vì hai cái miếng này nó có hai cái khớp thì nó sẽ gắn chung vô được với nhau, chúng ta nên gắn thẳng vào luôn. Đấy. Và chúng ta sẽ gắn vào đây. Khi các bạn gắn hai cái miếng này vô đây rồi nè. Đấy, nó như thế này này. Đấy, mình lại bị sức này, thấy không? Mình rất là bực. Mỗi lần mình làm cái này. Đấy, mình gắn lại xong rồi này. Đấy. Và chúng ta sẽ lấy cái cánh máy bay. Bài chúng ta này. Cánh máy bay lúc đầu của chúng ta khi mà chúng ta ghép con robot thì cánh nó sẽ như vậy này. Đấy. Là mới gắn vào con robot được. Nên là sẽ là như vậy. Thì khi mà ra đây chúng ta di chuyển lại. Đấy. Đấy. Rồi chúng ta đẩy hình lên. Đây, cái khớp này chúng ta sẽ dò cái khớp vào đây. Và hai cái miếng mà nó có cái vòng trò, nó có cái lỗ chuông này này, chúng ta sẽ gắn vô hai cái miếng trên này. Đây, nó hơi khó thao tác chút xíu nha các bạn. Đây, sẽ đẩy hai miếng này về sau. Đấy, hai miếng này nó gắn vào đây. Đấy, bạn thấy không? Rồi, mình sẽ gắn tiếp cái máy bay của chúng ta. Chỉnh tí xíu. Đây. Rồi, chúng ta có mấy cái này thì chúng ta cứ việc gắn vô đúng cái nơi mà của nó phải gắn, đó là hai cái chân này. Đây, chúng ta gắn đây. Xong một hệ thống. Gắn đây này. Đấy, một bên. Ở đây cũng vậy. Chúng ta gắn vào đây. Đấy. Bài của chúng ta rất là đẹp nhé. Giờ mình sẽ chuyển đổi con này trở thành lại cái con người máy của chúng ta ha. Mình sẽ tháo cái này ra, tháo súng ra. Đương nhiên là chúng ta sẽ xếp cái cánh này vô, xếp cánh đây vào. Rồi chúng ta sẽ bẹt này ra để chúng ta lấy cái tấm phản lực này ra trước.
rất là cứng. Đấy, đấy, ta lấy vỏ ngoài. Rồi chúng ta bẻ chân này ra, chúng ta xếp cái này lại. Đấy, ta xếp này qua đây nhé. Tắt ra. Chung là nó sẽ làm nhanh. Đấy, cái bẹt cái gì qua đây. Đấy, đấy, chát chân đây. Nó sẽ bẹt cái chân này xuống luôn. Đấy, bạn thấy không? Bẹt chân này xuống luôn. Ta khép cái này vô, bẻ cái đầu này xuống và lấy hai khớp của hai người chúng ta để vô lại. Ta trở lại hai cái chân, cái tay ta đẩy lên, ta bẻ lại, ta xuống. Đẩy cái tay lên, để cái này qua, ta đẩy cái tay xuống. Ta đây, chạy về vị trí. Chúng ta sẽ xoay cái mặt ra. Chúng ta đã trở lại được dễ dàng, nhiều máy. Cái này sát vào, chỉnh cái hàm chân của chúng ta lại. Cứng, khớp rất là cứng. Ta trả lại cái này, gắn vào đây. Cánh của chúng ta phải chuyển đổi nó lại. Đây, chúng ta phải chuyển nó lại thành cái này. Chúng ta phải chuyển nha. Chuyển thì cái cánh nó mới ra đằng sau được, thì nó mới đẹp đây. Ráng ra đi sao. Đây, như vậy. Đây, chúng ta ra nhân vật của chúng ta. Mình lấy quên lấy hai cái tay ra. Đây, hai bàn tay. Đấy, bàn tay. Rồi, gỡ ra, chúng ta gắn vào tay của nhất vai. Đây cũng vậy. Đây thì gắn vào đây. Dùng khí tay. Ta còn hai cái thanh súng. Ta sẽ gắn vào sau lưng. Đấy. Đây. Rồi, đơn giản thế thôi. Chúng ta đã có nhân vật của chúng ta. Nói về con Better Till Twin, mình không biết đọc sao nữa, khó đọc quá. Hoặc là mình kêu là Z-File đấy. Z-File ở trong series Transformer thì mày là bản của McToy làm lại. Và theo nhận xét cá nhân của mình á, thì về cái mặt bằng chung của nó thì nó là màu đen, thì nó rất nhìn rất là đẹp. Và nó vừa đen, nó điểm một chút xíu gì đó màu đỏ. Nhưng mà về cái con này á,
thì mình thấy cái dạng robot của nó không được đẹp lắm, nó không được đẹp. Nhưng mà ở cái dạng máy bay thì các bạn thấy là ở mấy cái phút trước đó, thì nó rất là đẹp, và máy bay thì rất là tuyệt vời. Và nói về biên độ cơ động thì bạn cũng đã thấy các dạng mà đứng thử, các dạng chiến đấu của nó, mình có thể tạo ra được các tư thế đứng của con nhân vật này. Thì đây là một con nhân vật, nói chung thì nó được sinh ra, nó được tạo ra ở trong thế giới đồ chơi đó, thì nó sẽ được dùng để kết hợp với Optimus. Và nếu mà trong mảng, trong cái MechToy này thì nó là với con Tracker Manus, là thì cũng là Optimus thôi. Mình sẽ có một cái clip, làm một cái clip review chung con này với con Tracker Manus, bởi vì Tracker Manus mình chưa có trong tay. Và khi đó là mình sẽ làm cái thao tác ráp con này với Tracker Manus, và mình sẽ nhận xét trong khi hai con đó luôn. Và về cái con này thì rất là đẹp nha, về tổng quan của nó, nếu mà không che, nếu mà che gương mặt lại á, thì nó sẽ đẹp hơn, còn mà để gương mặt của nó thì không đẹp lắm, che lại nhìn đi, con mình rất là ngầu. Rồi chúng ta sẽ nói về cái hình dạng này của Optimus kết hợp với Jetfire, còn trong MechToy đó là Tracker Manus kết hợp với Peter Sorling gì đấy. Và cái dạng này rất là đẹp nha các bạn, dạng này nhìn Optimus là rất là đẹp. Nhưng nó có một cái đó là do Jetfire của chúng ta quá nặng, khi mà chúng ta gắn những cái bộ phận này lên trên con ốc của chúng ta thì hầu như là mình action không được, có nghĩa là tạo cái dáng đứng của nó không được, bởi vì nó quá lỏng lẻo đi. Như này con không không biết là do cái khớp của con Optimus mình nó làm sao, khi mà mình gắn như vậy thì mình cử động chút xíu là nó sẽ bị dẹo. Và cái cánh này này, đây cái phần cánh này này, nó rất là nặng, nặng cực kỳ luôn, nếu mà bạn đụng nhẹ có khi nó sẽ ngã liền á. Cho nên là hầu như là khi ở Optimus thì chúng ta chỉ để được cái dạng này, còn nếu mà dạng khác thì chúng ta phải bầu rất là khó. Còn ở cái dạng mà của dạng mà của Jetfire rất là đẹp, nó cũng đẹp, không thôi cái nó không đẹp, nó xấu, nó không được đẹp lắm, nhưng mà gắn với Optimus thì rất là đẹp.